Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn bộ sticker về Barber Shop mới nhất năm 2020, được cập nhật các mẫu mới nhất nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ khui hộp cho các bạn xem nhé. Đây, mình sẽ vào đây có phần mấy tấm quà, tấm sticker tặng thêm này các bạn. Việt Nam mạnh mẽ lên trong đợt dịch bệnh này, rất là hay. Đây là gì đây? Wow, sticky. Và đây là trọn bộ 100 hình dáng đây. Shop Barber Shop. Wow. Giờ mặt ngầu không các bạn? Rất là ngầu ha. Rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ dán lên luôn. Dán trang trí lên tấm kiến của mình. Phong tóc chúng ta các bạn dán tùy theo ý thích hay sở thích. Đây họ đã cắt sẵn luôn cho mình rồi cho nên rất là tiện. Rất là nhiều bạn, 100 cái. Thì mình cứ lọt tem lên như thế này. Đây, bạn thấy tiện không ạ?